Như đã chia sẻ ở tuần trước thì tuần này chúng ta sẽ có một tuần để lấy lại gốc tiếng Nhật. Thế nên là vẫn sẽ tiếp nối uh, nội dung của ngày hôm qua chúng ta sẽ cùng nhau đi đến với nội dung đó là 13 thể động từ cơ bản trong tiếng Nhật và phần ứng dụng đối với các mẫu câu ngữ pháp của 13 thể này mọi người nhé. À, vẫn tiếp nối phần live stream nội dung của ngày hôm qua của cô Ninh và thầy Umeda Thì chúng ta vẫn sẽ đi đến chủ đề đó là lấy lại gốc à, Với 13 thể động từ cơ bản trong tiếng Nhật Và cách ứng dụng à, trong các mẫu câu ngữ pháp của 13 thể này mọi người nhé Vậy thì ở trong đây, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi đến thể tiếp theo Đó là thể mắt Sự À không phải, thể T ạ à. Không ạ, thể T hãy Vậy thì động từ chia thể tệ sẽ chia như thế nào các bạn còn nhớ không ạ các bạn có nhớ à, động từ chia thể t sẽ chia như thế nào không ạ hãy đối với động từ chia thể t thì trước tiên như các bạn có biết thì trước tiên để mà chia được chia được thể của động từ thì các bạn sẽ cần phải biết được là các nhóm động từ trong tiếng Nhật thì chúng ta sẽ chia động từ ra thành 3 nhóm nhóm 1 nhóm 2 và nhóm 3 Đúng không ạ? Thường thì nhóm 1 nó sẽ hơi phức tạp một chút xíu thôi Còn lại nhóm 2 và nhóm 3 thì rất là đơn giản nhé Nhóm 1 là những động từ đứng trước mát sự kết thúc bằng cột y Những cái từ thuộc cột y Ví dụ như là y, chi, đi, nhi, bi, bi Hay là ki, ki, si, vân vân Được chưa ạ? Đó, thì tương ứng với từng cái đuôi như thế này Chúng ta sẽ có những cái cách để chia sang thể t như thế nào chúng ta sẽ nhóm nhá đầu tiên y chi đi chúng ta sẽ bỏ ba cái đuôi này đi cộng với ức tệ chúng ta nhìn luôn sang bên này để chúng ta thực hành luôn để dễ hiểu này kirimas chúng ta có đuôi là đi vậy khi này chúng ta sẽ bỏ đuôi đi và đuôi mắt sự của nó đi rồi kết hợp với ức tệ ki cộng với ức tê đúng không ạ thành ki tệ desne ki tệ ờ ok tương tự như thế đuôi bi ạ Forgetting. đuôi bi ở đây là bi mi nhị thì sẽ bỏ đuôi này đi cộng với ân đệ thì chúng ta sẽ bỏ đuôi bi đuôi mắt sự đi cộng với ân đệ tạo thành yon đệ đúng không ạ hay hay là đuôi mi ở đây chúng ta cũng sẽ bỏ đuôi này đi cộng với ân đệ tạo thành yon đệ đúng không đệ tương tự như thế ki thì chuyển thành ide à ite ,ですね. ghi chuyển thành ide các bạn cứ hình dung là ở cái chữ ghi này có cái dấu tên tên thì chuyển sang thể t nó cũng sẽ thêm tên tên vào nhá thành ide đúng không ạ rồi tương ứng si chuyển thành ste và có một trường hợp ngoại lệ ở đây chính là động từ đặc biệt động từ ikimas mặc dù có đuôi đứng trước mắt sự là ki ki ở đây đúng không ạ vốn dĩ nó phải chia thành ite nhưng nó là một trường hợp ngoại lệ nên nó sẽ chuyển trực tiếp thành Itte mọi người nhá itte đó quay sang bên này luôn chúng ta nhìn thấy có ki này ki đúng không bỏ bỏ hết đuôi này luôn chuyển thành kite kite hay là gi này chuyển thành ide đúng không thành isoidですね isoid hay là shimas chuyển thành shite Ikimasu là một trường hợp đặc biệt Chuyển trực tiếp thành itte Đó, thực ra cái uh, Cách chia động từ thể tê Ở nhóm 1 này thì có rất là nhiều Những cái bài hát mà giúp chúng ta uh, Có thể nhớ được Cái, những cái um, nhóm này Đúng không ạ? Ở trên Youtube cũng Có rất là nhiều, mọi người cũng có thể tham khảo nhé. Ví dụ mọi người có thể hát Theo nhịp điệu như này này Ichiritte Nhibiminde Kitegide shi chẳng hạn như thế nhá thì nó có nhịp điệu có giai điệu sẽ giúp các bạn nhớ tốt hơn những cái nhóm à, chia như thế này được chưa chỉ riêng với nhóm một thôi còn sang nhóm 2 và nhóm 3 thì chúng ta đã rất là rất là dễ rồi nhá nhóm 2 thì là những nhóm những động từ như thế nào ạ đứng trước mắt sự là những chữ cái thuộc cột e e như là thabemas, kaerimasu À, kaemasu chẳng hạn, đúng không? Đấy, thì đối với động từ nhóm 2 Cách chia thể tê rất là đơn giản Đó là gì ạ? Chúng ta chỉ cần bỏ mỗi cái đuôi mát sự thôi Bỏ mỗi cái đuôi mát sự Thêm tê vào là xong Ví dụ, thabemas Bỏ mát sự thêm tê Thánh, tabete Đấy nhé rồi, hay là nemas bỏ đuôi mát sự thánh Nete Được chưa ạ? bỏ đuôi mát sự thánh Okite Tại sao ở đây có đuôi kỵ thuộc cột y mà nó lại là nhóm 2 mọi người Các bạn có biết câu trả lời của cái này không ạ? Tại sao đứng trước mắt sự là một chữ cái thuộc cột y mà nó lại là nhóm 2 nhỉ? Nào, các bạn có trả lời được câu này không ạ? Và đố các bạn viết được luôn ra các động từ đặc biệt thuộc nhóm 2 Các động từ đặc biệt thuộc nhóm 2 là những động từ nào mọi người có nhớ không? Rồi, ngay đây đã có một động từ rồi Okimas Đúng không? Okimas Đó, thì ở nhóm 2 thì chúng ta sẽ có những cách chia rất là đơn giản Tuy nhiên thì chúng ta sẽ cần phải nhớ thêm những động từ đặc biệt Mặc dù nó là đuôi đứng trước mắt sự thuộc cột y nhưng nó lại là động từ thuộc nhóm 2 ấy thì đấy chính là những động từ đặc biệt nhá. Rồi, thì những động từ đặc biệt này thực ra nó không có nhiều, chỉ tầm khoảng 10 12 từ gì đó thôi thì chúng ta sẽ cần phải nhớ được những động từ đặc biệt như thế này nhá. Các bạn có nhớ các động từ đặc biệt không ạ? Thức dậy này. Ừ. Gì nữa? Tha đi được đúng không? Đủ này. Xin di đự, tin tưởng này. Rồi gì? ý này để kỳ này ờ uh, này rơi xuống này đúng không rồi ok tôi còn động từ ký đựu ký là mặc nữa nhá mặc à ô đi đi tê đúng không nào rất là chính xác rồi hai <laughs> nó không có nhiều đâu mọi người rất là ngắn thôi hay là động từ mượn kha nữa đúng không kha đi tê đúng chưa nào ừ Ok, thì mọi người nhớ thêm các động từ đặc biệt thuộc nhóm 2 mọi người nhá. Và cuối cùng là nhóm 3 của chúng ta khi chia sang thể T nó sẽ như thế nào? Trước tiên đối với nhóm 3 chúng ta sẽ chỉ có hai động từ mà thôi, đúng không? Có hai động từ là shimas và kimas. Kimas này với nghĩa là đến nhá, tại vì chúng ta còn một cái động từ kimas vừa nãy nói xong nó là với nghĩa nó mang nghĩa là mặc mang nghĩa là mặc là động từ đặc biệt thuộc nhóm nhóm 2 nhá Rồi Thì kimas ở nhóm 3 với nghĩa là đến Đi đến á Đấy, mặc dù thì cách chia thể T nó sẽ giống nhau thôi à, Thì đối với nhóm 3 chúng ta cũng sẽ bỏ Bỏ luôn cái đuôi mắt sự cộng với T Shimasu thành shite Và kimas thành kite Được chưa? Ừ, rồi, ok thì đó là cách chia thể T của chúng ta đã học ở bài 14 trong chương trình N5 rồi đúng không ạ? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau à, đi tới những mẫu câu ngữ pháp ứng dụng cho thể T này nha mọi người nhé Rồi đầu tiên rất là quen thuộc luôn ạ Chúng ta có mẫu câu đầu tiên đó là VT Kudasai Thì đối với những mẫu câu ngữ pháp ứng dụng như thế này Thì khi mà mọi người quan sát khi mà mọi người nghe nhé mọi người hãy nhanh tay <laughs> gõ luôn một cái ví dụ đơn giản mà mọi người có thể nhớ được về cái mẫu câu ngữ pháp đấy lên trên phần comment đúng không ạ ừ. nhá hoặc là mọi người có thể ghi ý nghĩa của ngữ pháp đó ra này hoặc là đặt một cái câu ví dụ nào đó của riêng mình gõ lên phần comment luôn rất là dễ được không ạ rồi đầu tiên là vt cái này rất rất là quen thuộc ừ. vt là hãy làm gì đó nhá hãy làm gì đó trước tiên chúng ta sẽ nhìn về cách kết hợp <laughs> động từ sẽ chia về thể t này thì cách chia vừa nãy chúng ta đã có ôn lại rồi đúng không sau đó chúng ta sẽ cộng với đuôi cứ đa cứ đa đó về ý nghĩa thì sẽ dịch đơn giản là hãy làm về đưa ra một mệnh lệnh nào đó nhá một mệnh lệnh nào đó cũng có thể để nhờ vả nhưng nó là cách nhờ vả khá là xuồng xã nhá, xuồng xã không dùng cho những người bề trên hay là những người như kiểu là cấp trên này hay là khách hàng chẳng hạn thì chúng ta không dùng mẫu câu này mà chúng ta có mẫu câu khác và lịch sự hơn à, lát nữa chúng ta sẽ xem nhé đấy hay là sai khiến này hay là khuyên nhủ nào đó được chạm ừ, nhá các bạn đã nghĩ ra được cái ví dụ nào đơn giản cho cái ngữ pháp này chưa chúng ta có luôn câu đầu tiên này <laughs> có luôn câu đầu tiên chốt tomate kudasai nghĩa là gì ạ à? Rất là đơn giản, mọi người đợi một chút nhá ừ, Hay là một cái cách nói mà Nó hay hơn của cái này đúng không? Không sử dụng mẫu câu take sai nữa đó là Sho sho omachi kudasai omachi kudasai Đấy là cách nói kiểu dạng uh, Kính ngữ ấy mọi người Kính ngữ lịch sự Đúng không nào? Ah, Benkyo shite kudasai So <laughs> So des Hai -san, kudasai ne". Hai Rồi xin hãy đợi một chút Nhá hay là À, thà Mọi người hãy ăn đi, đúng không? Hay là, mina sang thà tê Mọi người hãy đứng dậy đi nào Chẳng hạn như thế, nhá <laughs> Khoan, xin nãy chờ đã <laughs> Ok, các bạn dịch rất là hay rồi ạ Tiếp theo chúng ta đến với Mẫu câu thứ hai <laughs> Về tê mô desu ka Tê mô desu ka Làm V có được không? Đúng không ạ? tôi làm V có được không? Về cách kết hợp thì chắc chắn rồi chúng ta vẫn sẽ có động từ chia về thể T cộng với mô y desu y desu Thêm cá ở cuối câu nó sẽ thành câu hỏi Còn y desu thì sẽ là một câu trả lời làm về cũng được nhá làm V cũng được Vậy thì cách dịch của nó thì chúng ta cũng đã có nói rồi Làm V cũng được Hay là đặt câu hỏi là làm V có được không? Dùng để thể hiện sự cho phép cho phép cho phép là dùng câu này nhá còn thêm cá thì sẽ là câu hỏi dùng để xin phép tôi làm v có được không được chưa các bạn đã có ví dụ cho câu này chưa ạ ừ. chúng ta có một ví dụ ở trên màn hình như sau các bạn có thể nhanh tay dịch câu này ra nhé mọi người nhá ここで写真を撮ってもいいですか?ここで写真を撮ってもいいですか? Eh ở đây là ở ở đâu đó thực hiện hành động ở đâu đó đúng không ạ? Rồi Chachino được là chụp ảnh vậy thì câu này mình sẽ dịch là gì đấy mọi người? À tôi chụp ảnh ở đây có được không ạ? À? Xin phép, tưởng chưa? Xin phép là một hành động nào đó. Đó. À, còn khi mà cho phép đúng không? Cho phép thì chúng ta chỉ cần bỏ cái đuôi cái này đi. À tôi cũng ý đấy, ý đấy, ý đấy chẳng hạn đúng không? đúng rồi chính xác ừ, tôi có thể chụp ảnh được không tôi có thể chụp ảnh ở đây được không nhá mình có thêm cái uh, cái vị trí địa điểm như thế này nữa thì nó sẽ đầy đủ hơn được chạ? ừ. hai chụp ảnh ở đây có được không rồi thường đối với những cái câu mà không có chủ ngữ như thế này thì mình tự giác thêm chủ ngữ vào cho câu văn nó hay hơn có đầy đủ chủ ngữ vị ngữ hơn thì nó sẽ ok hơn nhá mọi người nhá Hãy rồi đấy là mẫu câu thứ hai. Tiếp theo chúng ta cùng nhau đến với một mẫu câu nữa. Về tê quá, tê quá, kia xem. Khi mà mọi người đọc cái mẫu câu ngữ pháp này thì mọi người có thể ngắt ở đây nhá. Thế quá thì kê sen. Rồi, tê quá i kê sen là mẫu câu gì ạ? Thể hiện sự cấm đoán không được làm về, không được làm về. Cách chia thì chúng ta vẫn là thể tê cộng với vã ý kê sen nhưng khi đọc thì mọi người hãy ngắt ở thế nhá thế nó ngắt lại một nhịp nho nhỏ được chưa rồi nào mọi người hãy nhanh tay comment uh, cách dịch của câu này hoặc là đặt một câu cho câu này nào kono heya ni, kono he -ni ừ, chính xác rồi bạn Mẹ Yuki đã comment rất là chính xác ạ Không được vào phòng này đúng không ạ không được vào phòng này rồi bạn um, nhun cũng comment rồi này không được vào phòng này rồi ok hãy đó là chính xác ạ mà xem cấm đoán một cái việc gì đó là không được làm đúng không ạ không được vào căn phòng này nhá hãy ok tiếp theo chúng ta đến với mẫu câu v một chia về thể tệ rồi tiếp theo đến V2 vẫn chia về thể tệ. Về cách kết hợp thì chúng ta chính là chia hai động từ này đều chia về thể tệ cho mọi người nhá. Sử dụng để làm gì ạ? Để liệt kê những cái hành động. Chú ý là những hành động theo thứ tự về mặt thời gian. Được chưa ạ? Tabako wa So desu ne không được hút thuốc lá đâu mọi người <laughs> hoặc là không được hút thuốc lá ở nơi công cộng chẳng hạn mình có thể đặt những câu như vậy nhé rồi vt vt thì chính là sử dụng để liệt kê liệt kê những hành động theo thứ tự về mặt thời gian hành động nào xảy ra trước sẽ liệt kê trước hành động nào xảy ra sau sẽ liệt kê sau ví dụ như sau mọi người có thể nhìn qua ví dụ này và dịch thử nhé Yến đi Chúng ta có 3 hành động ở đây đúng không ạ? Là à về nhà rồi xả bao abite là tắm, tắm ở đây là tắm gì ạ? Tắm vòi hoa sen đúng không? Và cuối cùng hành động đó là nemas là ngủ rồi cứ đưa ma ni thốt mắt à cứ ma ni mắt thì Ờ, mình nên nói là không nên đậu xe ở đâu đấy thì mình còn thiếu địa điểm nữa nhá. Rồi, hay câu này mình sẽ dịch là à đi về nhà này, rồi tắm này, rồi ngủ. Đấy, mình dịch là rồi hay là và cũng được nhé mọi người nhá. Rồi về nhà rồi tắm vòi hoa sen sau đó ngủ rất là chính xác ạ. hãy Rồi, hay đi nhé. Tiếp theo chúng ta đến với mẫu câu thứ tự VT kara. Ờ à, VT kara Chúng ta sẽ có cách dịch là Sau khi làm V1 Thì làm V2 Người ta muốn nhấn mạnh rằng là V1, hành động V1 Phải kết thúc Thì Mới xảy ra hành động V2 Được chưa ạ? Khác thà đi chỗ nào á? Uh, thà đi là Một mẫu câu ngữ pháp cũng sử dụng để liệt kê Nhưng nó liệt kê cái gì ạ? Nó liệt kê những hành động tiêu biểu không cần sắp xếp theo thứ tự thời gian Được chưa? Trong ngày mình có 3 hành động tiêu biểu chẳng hạn như là xem phim, học tiếng Nhật và đi chơi với người yêu Mình có 3 hành động như vậy thì mình liệt kê ra thôi Không cần phải biết là cái nào làm trước, cái nào làm sau Đều liệt kê được Và nó chỉ liệt kê những hành động tiêu biểu thôi vì Thường là sẽ chỉ liệt kê khoảng 2 đến 3 hành động thôi Chứ người ta không liệt kê nhiều Còn VT thì mọi người có thể liệt kê dài đang rạc ra Ok nhá Rồi à. Đó, chúng ta cùng nhau nhìn ví dụ này. Shukudai kara game o shimasu. Tức là hành động đằng trước người ta hàm ý là hành động đằng trước phải làm xong đã mới được làm cái hành động thứ hai. Được chưa ạ? À, rồi, sau khi sau khi làm bài tập rồi thì tôi sẽ chơi game, đúng không? Ừ khác với ya á ya liệt kê danh từ thôi mọi người đúng không ya yeah, liệt kê danh từ thôi ya yeah, ya yeah, na đồ đúng không nào? còn tê là liệt kê hành động mà nên là mình sẽ không so sánh hai cái đấy với nhau ya yeah thì mình nên so sánh với tố mọi người nhé nên so sánh với tố này so sánh với cà này hay là học lên cao nữa thì chúng ta cũng có một vài những cái mẫu câu liệt kê khác ừ, đúng không rồi, rất là chính xác ạ. Sau khi làm bài tập xong thì chúng ta thì tôi sẽ chơi game đúng không? Tôi sẽ chơi game. Hai. Rồi, tiếp theo đến mẫu câu thứ 6 chúng ta có Mada nan vt imasen. là vẫn chưa. Vẫn chưa. À, uh, Hành động đó, hành động gì đó vẫn chưa diễn ra, chưa làm thì mình sẽ dịch là vẫn chưa làm vệ Mada ở đây nó đang bổ nghĩa cho mẫu câu VT ima xem mọi người nhá ừ. Ví dụ này Mada go hango ta VT ima xem Hay là tôi vẫn chưa uh, Tôi vẫn chưa thi N3 đâu chẳng hạn Tôi vẫn chưa đi Nhật chẳng hạn Mình cũng có thể nói được nhá Ở đây là vẫn chưa gì ạ à? Vẫn chưa ăn cơm đúng không まだご飯を食べていませんですね。ご飯を食べてから、え、歯を磨きます。À sau khi ăn cơm xong thì mình sẽ đánh răng đúng không? Ok, rất là chính xác rồi ạ. Tôi vẫn chưa học xong. Rồi, hãy Tôi vẫn chưa ăn cơm nhá. Đơn giản là vẫn chưa làm hành động V là được được chưa ạ? Ai tiếp theo mẫu câu số 7 là vt imas. Vt imas. Ừ. Teimas thì là đang làm hành động V là một hành động đang diễn ra đang diễn ra ví dụ như bây giờ nên sẽ nói là tôi đang dạy tiếng Nhật chẳng hạn đúng không? Nhi không có e chẳng hạn như vậy thì là một hành động nó diễn tả một hành động nào đó đang diễn ra mà thôi được chưa? rồi chúng ta có ví dụ ở trên màn hình khá là dài này là Yamada-san wa ima ohiru gohan o là gì ạ? Anh Yamada, đúng không? Thì đang, bây giờ đang ăn cơm chưa? Đúng không? Đang ăn cơm chưa? Ok chưa? Chỉ đơn giản là một hành động nào đó đang diễn ra. Hoặc là các bạn có thể nói là bây giờ tôi đang học tiếng Nhật đấy. Ima, Nihongo, Benkyo, Shiteimasu. Hay là bây giờ tôi đang ôn tập tiếng Nhật. Ima, Nihongo, Chẳng hạn như thế Được chưa nào? Rồi, hai Tiếp theo chúng ta đến với Ý nghĩa thứ hai của vtimas Nó thể hiện trạng thái của sự vật Nhá, trạng thái của sự vật Vẫn là VTIMAS Nhưng mang một sắc thái khác Là thể hiện trạng thái của sự vật Sự việc này Đô đô ni Sai sư gác thì trạng thái ở đây là trạng thái của cái gì ạ? À? Của cái ví. Cái ví đang có trạng thái như thế nào đấy? Bị rơi. Đúng không? Bị rơi. Đó. Có chiếc ví bị rơi ở trên. Bị rơi ở trên đường. Ví rơi trên đường nhá, nó vẫn đang nằm trên đường. Đó. Rồi, rất là chính xác Rồi, được chưa ạ? Tiếp theo, chúng ta đến với nét nghĩa thứ ba của VT-MAS đó là thể hiện một thói quen, một hành động nào đó nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Lặp đi lặp lại nhiều lần. Thường là chúng ta nói là ví dụ là hàng ngày tôi học tiếng Nhật thì cái hành động học tiếng Nhật đấy nó lặp đi lặp lại nhiều lần, lặp đi lặp lại hàng ngày thì mình sẽ để ở đuôi là VTIMAS. Là gì ạ? Mai nichi nihongo benkyou shite imasu. Đó, nhá, hàng ngày tôi học tiếng Nhật chúng ta sẽ để ở đuôi vt imas được chưa đó siêu nhị sang cái sport sport gym một tuần ba lần tôi đi đến cái phòng phòng tập gym được chưa phòng tập gym đấy thì cái hành động này nó cứ lặp đi lặp lại cứ tuần ba lần tôi đi đến đấy thôi nhá ok vậy thì chúng ta tôi tập gym một tuần 3 lần đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ tổng kết lại về thể về cách dùng của VTI Mask có 3 cách dùng. Thứ nhất, đang nói nói về một hành động nào đó đang diễn ra. Dạ, một hành động nào đó đang diễn ra. Thứ hai, thể hiện trạng thái của một sự vật là cái ví bị rơi trên đường đó. Được chưa? Và thứ ba là gì ạ? À? Vừa xong là một hành động hay một thói quen nào đó nó lặp đi lặp lại. Bây Lặp đi lặp lại. Ok chưa? Đấy là ba nét nghĩa của vtimas must nhá. Hai. Rồi. Tiếp theo chúng ta đến với một mẫu câu cũng vô cùng quen thuộc mà gặp rất là nhiều luôn mọi người. Gặp rất là nhiều trong đề thi thậm chí N3 là N2 là luôn. VT age T age T và T kure đúng không ạ? Đầu tiên là VT age Chúng ta sẽ có A B làm V cho B. A làm V cho B. Tuy nhiên thì sẽ chỉ sử dụng cho trường hợp là người nói làm gì đó cho người nghe hoặc người thứ hai làm gì đó cho người thứ ba. Chứ tuyệt đối không bao giờ sử dụng cho trường hợp người nói là người nhận tức là cái vị trí bi này sẽ không bao giờ là watashi cả. Được chưa? Không bao giờ là watashi. Chỉ luôn luôn là mình làm cho người khác hoặc người này làm cho người kia, chứ không bao giờ nói trong cái trường hợp là người khác cho mình cái gì, người khác làm cho mình cái gì thì không bao giờ nói. Mà trường hợp đấy mình sẽ sử dụng với một câu ngữ pháp khác đó là VT modaimasu, đúng không ạ? Yeah. Nhá. Uh, A làm cho B này, mình làm cho người khác hoặc người thứ hai làm cho người thứ ba đều được. Nhá. Yeah. Đây. Người nhận hành động B thường là người có mối quan hệ ngang bằng hoặc thân thiết với A. Nhớ Người B ở đây thường là người có mối quan hệ ngang bằng như bạn bè này, hoặc là thân thiết như là người thân trong gia đình này, đồng nghiệp các thứ này. Được chưa? Còn đối tượng mà kiểu uh, mình cần phải tôn trọng ấy, khách hàng, cấp trên ấy thì mình sẽ không sử dụng taGmas nó sẽ mang nghĩa hàm ơn và mình sẽ sử dụng một cái mẫu câu khác lát nữa chúng ta sẽ xem. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn ví dụ của nó trước này. Yamada-san wa Tanaka-san ni okane o kashite Đúng không ạ? Đây chính là người A, đây là người B. Yamada-san thì cho ai đấy? Cho Tanaka-san mượn tiền. Kashite, cho mượn, đúng không ạ? Cho mượn tiền. Đấy, thì chính là cái nét nghĩa mà người thứ hai làm cho người thứ ba đấy, không liên quan đến mình. Người thứ hai làm cho người thứ ba. Hoặc là tôi cho anh Tanaka-san mượn tiền được nhá. Và watashi wa Tanaka-san ni okane o kashite agemas. Đấy, vẫn ok. Nhá. Chỉ có duy nhất cái chỗ nhí này, cái chỗ người nhận này này sẽ không bao giờ là watashi thôi. Rồi. Hãy Tương tự như thế, chúng ta sẽ nhìn đến mẫu câu thứ hai, te moraimas, Te moraimas. A wa B hoặc là thay thế bằng kara cũng được. Kara thì sẽ ít hơn nhá. À, cộng với vt modal sẽ là gì ạ a được b làm cho một hành động v nào đó đấy a được b làm cho một hành động v nào đó đấy thường là tôi được ai đó làm cho cái gì đấy hoặc là em trai tôi được xếp, được được giám đốc cho một hộp bánh hoặc là tôi được giám đốc uh, cho uh, cho một quyển sách Chẳng hạn như thế nhá, Thì ở đây sẽ là người nhận Còn đi với nhí sẽ là Người cho, người làm hành động Đấy Rồi, chúng ta cùng nhau nhìn Ví dụ nhá Và wa tomodachi ni okane o kashite moraimasu Thì ở đây tôi là người nhận hành động này Đứa bạn đi với sự từ nhí là người làm hay là thực hiện hành động này thì tôi được bạn cho vay hay là cho mượn tiền được chưa ạ à, tôi được bạn cho vay hoặc là cho mượn tiền đó tiếp theo đến một mẫu câu nữa mẫu câu này thì về mặt ý nghĩa nó sẽ tương đương với mẫu câu vt moraimas VT Morai vừa nãy Vẫn là người khác làm gì đó cho mình nhá Ai đó làm gì đó cho mình Và ở đây người thực hiện hành động Đi với trợ từ vá hoặc là gá Một trong hai đều được Khác với cái mẫu câu VT Morai vừa nãy là người thực hiện hành động đi với gì ạ? Đi với trợ từ nhí Đúng không? Người nhận hành động ở mẫu câu này sẽ là nhí Còn cái người nhận hành động ở mẫu câu vt modimas viết xuống đây nhá vt modimas lá trợ tứ Vá đúng không hoặc là có thể bỏ qua luôn Đấy, ở trên này thì người nhận hành động có thể bỏ qua ở dưới này thì người thực hiện hành động đúng không có thể bỏ qua đó à vẫn là người nhận hành động thôi vẫn là người nhận hành động đó thì mọi người có thể để ý là đối với hai mẫu câu ngữ pháp te kuremas và te thì trước tiên là về mặt ý nghĩa nó sẽ giống nhau là người khác làm hành động gì đó cho mình. Khác nhau ở cái đầu tiên là gì đấy? Trợ từ đi kèm, trợ từ đi kèm với người thực hiện hành động. Đối với mẫu câu te kuremas thì trợ từ đi kèm với người thực hiện hành động sẽ là quá hoặc khá. Còn mẫu câu về te thì người thực hiện hành động sẽ đi với trợ từ nhí. Đây là cái điểm mấu chốt giúp các bạn có thể phân biệt được hai mẫu câu ngữ pháp này khi mà làm phần ngữ pháp khi đi thi nhé mọi người nhá. Rồi. Đó. Hãy. Ví dụ đây này. Tomodachi ga. Đây là người thực hiện hành động, đúng không? Đứa bạn đã làm gì? Đã cho tôi mượn tiền. Tôi ở đây đang bị lược bỏ đi, mình auto hiểu là cho mình mượn thôi nhá. Rồi, hãy. Người bạn đã cho tôi mượn tiền. Hai. Tiếp theo chúng ta đến với một cái phiên bản nó nâng cao hơn một chút Đó là Vt yarimasu, kudasai và itadakimasu Là gì ạ? Rồi, nó sẽ tương ứng với agemasu, kuremasu và moraimasu Đúng không? Dạng lịch sự hơn ấy, lịch sự hơn Đấy. Ví dụ này Sensei ga arubaito saki o shoukai shite kudasaimashita Thì đây chính là bằng với Kuremashita Kuremashita Tại sao lại dùng kudasaimashita mà không phải là kuremashita nữa Bởi vì Người giới thiệu, người thực hiện hành động Cho chúng ta ở đây là giáo viên Là một đối tượng mà chúng ta Tôn trọng Nên chúng ta sẽ sử dụng dạng kính ngữ ở đây nhá hành động của giáo viên sử dụng kính ngữ thay vì một cách nói nó xuồng xã đó được chưa à, cô giáo đã giới thiệu cho tôi chỗ làm thêm được chưa hay là tiếp theo te itadakemasen hay là kudasai masen morai masen đây chính là cái mẫu câu dạng nhờ vả đưa ra đề nghị ai đó làm gì giúp mình một cách lịch sự. Vừa nãy chúng ta có ôn lại cái mẫu câu Vt thừa xài đúng không? T thừa xài chính là nhờ và khuyên nhủ người khác nhưng mà mang cái sắc thái xuồng dã không dùng với bề trên, không dùng với cấp trên, không dùng với khách hàng. Thì đây chính là cái mẫu câu thay thế để sử dụng với cấp trên, với khách hàng, với bề trên. Được chưa ạ? Ví dụ này. Xin lỗi mở đầu, màu đầu câu rất là xin lỗi đúng không? ga, À, rất là xin lỗi, anh chị có thể yên tĩnh hơn hay là giữ trật tự hơn giúp tôi được không? Đấy. Anh chị làm về giúp tôi được không? Một cách dịch rất là trang trọng rất là lịch sự nhá. Anh chị làm về giúp tôi được không? Đó. Anh có thể giữ yên lặng một chút giúp tôi được không ạ? À? Ok chưa? Nhá Te itadakemasen ka? Kudasai masen ka? Morae -e masen ka? Đều là những cách nói khá là trang trọng lịch sự Sử dụng cho cấp trên, bề trên Hoặc là khách hàng nhá Tiếp theo là mẫu câu Te shimaimasu Te Nó chính là chào, Chai mas Đúng không ạ? Vậy thì ở đây nó sẽ có hai sắc thái nghĩa mọi người hình dung này Một cái đầu tiên te shimaimasu là sẽ làm xong Sẽ làm xong, sẽ làm hết à, Thứ hai là te shimaimashita Mát sự nhá Masu sự sẽ dịch là sẽ làm xong này à, Ta Thì sẽ dịch là Đã làm Đã làm, đã làm xong hoặc một cái sắc thái khác nữa Đó là đã lỡ làm Lỡ làm Đã lỡ làm thể hiện cái sự Tiếc nuối ở đây Nhớ, mình chia ra làm ba cái Một cái là te shimai mas Sẽ mang nghĩa là sẽ làm xong, sẽ hoàn thành xong Một cái là te shimai master Thì sẽ có hai sắc thái nghĩa khác nhau Một đơn giản là đã làm xong, đã hoàn thành xong Hai, là đã lỡ làm thể hiện cái sự tiếc nuối mình dịch theo ý nghĩa nào thì nó còn phải tùy vào văn cảnh của câu nữa nhá rồi thì chúng ta nhìn ví dụ này xem nó có sắc thái gì này skina dorama owatte shimaimashita chủ ngữ đây đúng không bộ phim mà tôi thích thì hết mất rồi nó chính là cái sắc thái nghĩa cuối cùng thể hiện cái sự tiếc nuối đấy hết mất rồi đúng không ạ rồi hết mất rồi Ok chưa? Ba sắc thái nhé mọi người lưu ý nhá. Rồi, tiếp theo. Te arimas. ở đây gặp rất là nhiều trong nghe hiểu của N3 mọi người ạ. Mọi người hình dung nó bằng với beta nhá mọi người nhá. Bằng với beta. Tức là một hành động. Hành động này là hành động đã làm xong rồi, beta rồi. Nhưng cái kết quả của hành động đấy nó vẫn còn đang tồn tại đến hiện tại. Thì khi đấy người ta sẽ sử dụng bộ câu VT Arimas. Ví dụ như là một bức tranh được treo trên tường. Hành động treo tranh nó đã thực hiện trước đó rồi nhưng cái kết quả của hành động đấy nó vẫn còn tức là hành cái bức tranh này nó vẫn ở trên tường ấy mọi người. Hoặc là cái hành động viết sách. Viết sách chẳng hạn. Hành động viết nó đã kết thúc đã làm xong trước đấy lâu rồi nhưng mà cái kết quả của hành động viết đấy tức là những cái nội dung người ta viết ở trên sách nó vẫn còn đấy. Thì khi đấy người ta sẽ sử dụng mẫu câu là vt adimas được chưa? Ừ, cái adimas. Hành động v đã được làm sẵn rồi nhá, đã được làm sẵn rồi ví dụ này bia được ba ờ dê dô cô nhí bằng với ireta đấy Ireta đã bỏ vào rồi bây giờ nó vẫn còn ở trong đấy được chưa thì sẽ là bia được cho vào tủ lạnh bia đã được cho vào tủ lạnh và bây giờ nó vẫn đang ở trong vẫn đang ở trong tủ lạnh nhá tiếp theo Tiếp theo là VT okimas. Te okimas, te oku. Và chuyển thành toku. Cái này ở phần N3 mọi người có học đúng không? Cách rút gọn của mẫu câu VT okimas ý nghĩa là làm sẵn một hành động V nào đó để chuẩn bị cho một cái hành động tiếp theo. Ừ, làm sẵn hành động V để chuẩn bị cho một hành động tiếp theo. Ví dụ như là Ashita emotte kumono kaba ni 入れておきます.カバンに入れておきます. Tức là mình sẽ bỏ sẵn những cái thứ sẽ mang đi vào ngày mai vào trong vào trong cặp. Đó. Tức là làm sẵn cái hành động chuẩn bị đồ đạc bỏ vào trong cặp đi để chuẩn bị cho hành động ngày mai sẽ mình sẽ đi du lịch hay là đi thi hay gì đó chẳng hạn đúng không? Ừ. Cho sẵn vào túi những thứ ngày mai mang đi nhá. <laughs> Rồi tiếp theo Tê Kìmás Tê kìmás Nửa bốn đúng không ạ? Tê Là Đi rồi sẽ quay về Đi làm gì đó rồi sẽ quay về Nhá Sẽ quay lại ngay này Ví dụ Chốt tô con bình y đê Tôi sẽ gì đấy? mua thuốc lá ở cửa hàng tiện lợi rồi sẽ về ngay ý là đi đi mua thuốc lá rồi sẽ quay về nhá mình cứ hình dung là đi làm gì đó rồi sẽ quay trở về quay trở về cái vị trí ban đầu cái vị trí mà người ta nói đó ấy tiếp theo ạ temimas một câu này thì khá là đơn giản và quen thuộc với mọi người đúng không về temimas ừ. rồi temimas thì nó sẽ là thử làm hành động về làm thử một hành động gì đó Ăn thử, uống thử, mặc thử Hay là học thử Cũng có luôn Nhá Ví dụ này Dekiru ka do ka wakaranai kedo Yatte mimasu Wakaranai Tức là tôi cũng không biết là Liệu rằng là tôi có làm được hay không Dekiru ka do ka Khả đồ ka là có hay không đúng không Có hay không Có làm được hay không Đấy, tôi không biết là mình có làm được hay không thế nhưng mà ừ, thôi yatimimas cứ làm thử đã đúng không hay là cứ học thử đã Đấy. tiếp theo chúng ta có mẫu câu về kimasu hay là ikimas đây là mẫu câu thể hiện hướng di chuyển Nhớ. khác với cái tekimas vừa nãy thể hiện cái việc là đi rồi sẽ về ngay thì đây nó sẽ là một cái sắc thái khác thể hiện hướng di chuyển <laughs> mọi người cứ hình dung một cách đơn giản này kimas là đến ikimas là đi vậy thì nếu mà là vt kimas tức là cái à, một cái sự vật sự việc một người nào đấy nó sẽ đang đến gần mình đến gần mình ngược lại Te ikimasu mang nghĩa là đi mà đúng không? Thì nó sẽ ngày càng đi xa, rời xa mình Hiểu theo bản chất của từ vựng nó sẽ dễ hiểu hơn Mọi người nhá <laughs> Hai, ok Ví dụ này Mukō kara Yamada-san ga aruite e, Aruite kimasu yo Mukō kara Là từ phía đằng kia Đúng không? Từ phía đằng kia Thì có anh Yamada-san đang đang đi bộ tiến gần lại phía mình đấy nhá đang đi bộ từ đằng kia đến mình hiểu là người ta đang đi đến gần mình tại vì có động từ kimas ở đây là đến đúng không còn nếu là có ikimas thì nó sẽ là đi đi tức là rời xa mình đi xa ra được chưa ạ hãy ok nhá rồi tiếp theo v 1 t v 2 là Sắc thái là làm hành động V2 với cái trạng thái và tình trạng của V1. Có thể là nhìn mẫu câu thì sẽ hơi khó hiểu nên là mọi người hãy nhìn vào ví dụ cho nó dễ hình dung nhá. Meganeo kakete hon o yomimasu. Làm V2. Làm V2. Trong cái trạng thái trạng thái hay là tình trạng của V1. Đọc sách trong tình trạng là đeo kính đấy mọi người có thể hình dung như thế hiểu thế cho nó dễ nhá hoặc là mình dịch đơn giản là đeo kính đọc sách đeo kính vào để đọc sách ấy mọi người được chưa rồi nhá đọc sách trong trạng thái đeo kính ok chưa nào hai tiếp theo vt tên tê này là của n 4 nó sẽ mang sắc thái nghĩa là vì do nhá vì do dùng để diễn tả nguyên nhân lý do nguyên nhân lý do hai ô yu ki ga futte densha ga tomarimashita cái này mình dịch là vì hoặc là do đúng không do là tuyết rơi lở tức là tuyết rơi rất là nhiều á đúng không nào rất là nhiều rất là dày nên là tàu điện đã đã dừng đã không chạy nữa thế nào ở bên nhật thì thỉnh thoảng cũng sẽ gặp những cái trường hợp như thế này đúng không? Oyuki ga futte densha ga tomarimashita. Hai. Ii desu ne. Rồi tiếp theo temo. Temo temo thì rất là quen thuộc. Temo ở đây có liệt kê cho các bạn không? À, rồi chúng ta sẽ có thể đi với ikura nan nhanh ni temo nhá. Ikura nan temo hay là donna ni nhanh nhì thế mô hoặc là tha thôi ba nhân thế mô dù là dù là bao nhiêu dù là như thế nào dù là có như thế này đi chăng nữa thì ba chấm đằng sau sẽ là một cái sắc thái nó sẽ hơi hưng ngược lại một chút nhá ờ Được chưa? ngoài ra thì nó sẽ có mở rộng thêm cái phần kết hợp Ngoài động từ chia về thể T cộng mố ra Thì nó còn có cách kết hợp với tính từ đuôi y Bỏ y thêm cự ừ. Bỏ y thêm cự thành cự thêm mũ Tính từ đuôi na bỏ na Cộng trực tiếp về đề mố luôn Và danh từ cũng cộng trực tiếp về đề mố Thì nó cũng sẽ mang cái sắc thái như thế này Cho dù là như thế đi chăng nữa Thế nhưng mà đằng sau sẽ là một cái sắc thái nó hơi trái ngược một chút nhá yeah. Ví dụ này Ame ga futte mo gakko ni ikimasu À một học viên chăm chỉ đấy rồi đúng không? Dù là trời có mưa thì em vẫn sẽ đi học Em vẫn sẽ đi đến trường Đó Ok chưa nào? Rồi, hãy Và cuối cùng chúng ta sẽ có một mẫu câu ngữ pháp nữa Đó là Về te iru tokoro desu Về te iru tokoro Thực ra đây là một mẫu câu ngữ pháp của N4 Mọi người có thể kết hợp nhớ luôn với hai mẫu câu ngữ pháp khác Đó là về đựng tokoro Và Về thả tokoro đó, Đây là một cái set 3 Đúng không? Một set 3 ngữ pháp Về đựng tokoro desu Về iru tokoro desu Và về thả tokoro à, 3 mẫu câu này thì nó sẽ sắp xếp theo thứ tự thời gian Về đựng thể hiện tại thì sẽ dịch là chuẩn bị làm, sắp làm, VTI iru là đang làm và veta sẽ là vừa mới làm xong. Cái này thì khá là dễ nhớ đấy mọi người có thể nhớ cả cụm luôn nhé. Vế đự thuộc độ là chuẩn bị, Tê được thuộc độ là đang và V thả thuộc độ là vừa mới. Ok chưa? Ừ. Ví dụ này, ví dụ chúng ta có gì ở đây ạ? Rồi chúng ta có ví dụ là gì ạ? Bạn A và B, bạn B khai qua với nhau đúng không? Ổ? Mô copy wa owarimashita Ý là đã copy xong chưa, photo xong chưa? B bảo là ima shiteru tokoro des À bây giờ em đang làm mạng. À. Đúng không? Bây giờ em đang làm mạng. À. Đó. Nhá. Tôi, chị này. Dùng ngôi nào cũng được. Sao cho lịch sự là được. Dùng vào văn cảnh nhá. Mình cố gắng thêm chủ ngữ, thêm vị ngữ vào để câu nghe nó hay hơn, dễ hiểu hơn. Ok chưa ạ? Ok. À, vậy là buổi livestream ngày hôm nay của chúng ta đã kết thúc ở đây rồi. Hy vọng là với nội dung uh, nội dung livestream của ngày hôm nay thì đã giúp các bạn có thể ôn tập lại cũng nhớ cũng như là nhớ lại và hình dung lại phần nào được kiến thức liên quan đến thể T cũng như là những cái mẫu câu ngữ pháp ứng dụng của thể T mọi người nhá. Đấy, rồi, tương tự thì ngày mai ngày từ mai là thứ mấy ta? Thứ tư đúng không? Thứ tư, thứ năm, thứ sáu thì vẫn sẽ có những series livestream lấy lại gốc như thế này Mọi người có thể uh, uh, để ý giờ và tham gia mọi người nhá Hai, deva tsukare sama deshita Bye bye